Bật mí cho anh em một cái tuyệt chiêu này nha, một cái điệu mà có thể đánh được rất là nhiều bài dân ca luôn, đó là điệu blue ballad chậm. Tại vì dân ca nó cũng thuộc thể loại ballad thôi, và chúng ta có thấy về bass nè. Ví dụ là thử nha, nha về bass 3 1 2 móc chung về ba, bass 3 1 2 3 nhịp 2 4. Ví dụ chúng ta ứng dụng vào bài dân ca nè: bóng đò gặp ngang bên sông biển, em thương lòng anh vui thầm, viết bài thơ trên giấy qua mang tiếng yêu gửi trao tình em. Hay là bài khác: chiều quê hai đứa hay vui đùa, em cánh cò anh chim sáo mồ côi. Thử ngay nhé, bấm theo dõi YouTube Guitar 5 phút, chia sẻ, lưu video về, từ từ mình tập. Tập ngay cái điệu này mà đi đâu chúng ta cũng chơi được, áp dụng rất rất là nhiều bài. Một lần dang dở disco nhịp 2 4 bùm đánh bằng tay nè thì nó dễ hơn. Bát chát đập chát, bát chát đập chát, nhịp 2 4, bát chát đập chát, làm cho nó quen nhịp trước, sau đó chúng ta có thể làm được nhiều thứ khác hay hơn. Khi mới thương nhau là giống ngay chữ nhau nè. Khi mới thương nhau em hay nắm tay dặn dẫu trái ngang, đã thương nhau mình sắt son một lòng, dẫu khổ thế nào tình mình cũng không phai. Khi đó bên nhau ta xây biết bao nhiêu mộng vàng, ta hẹn mùa xuân sang mình sẽ cưới nhau. Đăng ký theo dõi kênh Lưu Về Máy. Đây là quyển giáo trình Guitar 5 phút mới nhất. Hành trình tiếp nối sẽ được tặng kèm khi quý anh chị các bạn mua những sản phẩm tại Guitar 5 phút. Đây là Cabo S9 đang kẹp trên cây đàn Lexus. Rồi khi mà chúng ta không dùng thì chúng ta lấy ra nó sẽ rất là bền. Cabo này thì chúng ta sẽ có 3 đầu. 3 đầu để chúng ta thay thế cho đàn Lexus, cho đàn điện hay là cho đàn acoustic đều được luôn. Dùng là Classic thì chúng ta dùng chữ CL. Còn không thì chúng ta tháo ra chúng ta dùng đàn acoustic thì chúng ta dùng chữ AC. Rất là dễ luôn, thay đầu rất là dễ luôn để chúng ta kẹp. Khi không dùng chúng ta tháo xuống thì nó rất là bền, bởi vì lò xo nó không có giãn. Cabo S9 cực kỳ cao cấp, với giá ưu đãi chỉ có 139.000, miễn phí vận chuyển toàn quốc, và được tặng kèm một giáo trình khi mà chúng ta mua sản phẩm này. Đặt ngay tại Zalo ạ. Tùy bài hát Bolero mà chúng ta chỉ cần sử dụng 3 hợp âm là cũng có thể đàn được một bài hát rồi. Như vậy La thứ là chúng ta hát bằng, còn Re thứ là hát thấp, Mi 7 là hát cao. Chúng ta sẽ thấy La thứ xuất hiện nhiều hơn. Ví dụ: mùa mưa lần trước anh về đây ghé thăm tôi, La thứ nè. Tình xưa bạn cũ gặp nhau đêm mây mưa rơi, tách cà phê ấm môi. Môi là thấy mọi người thấy không, mình hát cái giọng thấp xuống. Môi hay dấu quyền hoặc dấu nặng, những cái tự đó thì nó xuống xuống giọng á, thì là mình xuống xuống đi thử thôi. Ta phải ấm môi, mình ngồi ôn lại những phút vui. Bắt đầu cao lên là mi à, vậy thì mi thứ là bậc năm hát cao. Mình ngồi ôn lại những phút vui trôi qua mất rồi. Bấm đăng ký theo dõi kênh Lưu Về Máy, từ từ mình tập. Không cần phải đục khoét cái thùng đàn guitar thân yêu của quý anh chị và các bạn, nhưng mà vẫn kết nối ra loa hoặc bất kỳ loại âm ly nào thì vẫn được luôn, tiếng vẫn khuếch đại là lớn. Cần dùng bộ pickup dán AD35, đây là dây đi theo kèm với pickup dán này. Volume ở đây luôn, chúng ta chỉnh volume lớn lên. Pickup này có tặng cho chúng ta mấy miếng để chúng ta dán dự phòng luôn. Tháo cái miếng này ra, cũng dán vào dây số 2 và dây số 3 ở đây. Đầu nhỏ này thì chúng ta gắn vào pickup. Có 6 ly thì chúng ta gắn vào âm ly hay là bất kỳ loa kẹo kéo nào cũng được. Không chơi nữa, chúng ta chỉ cần rút dây ra. Rồi khi nào chúng ta chơi, chúng ta gắm dây vào luôn, kết nối với âm ly là xong. Với bộ pickup AD35 chỉ với 300.000, đang được ưu đãi miễn phí vận chuyển toàn quốc. Anh chị các bạn đặt ngay tại. Thì cái điều đầu tiên là chúng ta phải chuyển những thế tay hợp âm, ví dụ như hợp âm đô trưởng ký hiệu là C xuống M. Tay phải thì chúng ta rẽ nhẹ xuống 6 dây nha, xuống D thứ. Hợp âm pha trưởng F,
À, chúng ta tập chuyên như vậy. Đó, son trưởng, son bảy, vị thứ. Đây là lần đầu tiên mà trên tay Khánh được cầm một cặp micro không dây, hát rất là nhẹ và rất là xịn sò như thế này. Pin sạc bên trong, đó là smartphone micro không dây ha. Đây là cục pin sạc của nó nè. Đó, chúng ta cứ sạc như điện thoại được, xài được rất là lâu, 5-6 tiếng luôn, chơi thoải mái, rất là dễ lắp luôn. Đó, đèn thì chúng ta chỉ cần bật bấm một cái nhẹ thôi là nó lên đèn. Cục này cũng xài pin sạc luôn và chúng ta cắm vào bất kỳ cái loa kẹo kéo hay là âm ly nào cũng sử dụng được hết. Bây giờ chúng ta bật hai cái cùng một lúc lên nè. Và chúng ta đứng gần với nhau luôn, đứng gần âm ly và bật không khí. Bắt rất là nhẹ nè mọi người nha. Trời đổ mưa cho phố vắng bên mông. Bật luôn nè. Khơi lòng bao nỗi nhớ. Đây là tần số cao nè, hút rất là đã. Bật hai cái luôn. Trời nắng mưa rất là nhẹ cho ướt áo em thơ. Micro không dây pin sạc như điện thoại sẽ được Khánh test rất là kỹ và rất là đẹp luôn, sẽ giao tận nơi toàn quốc. Nên có thể đặt hàng qua số Zalo ạ. Xin cảm ơn.